Để làm cái món khổ qua nhồi nấm chay này thì mình sẽ chuẩn bị rất là nhiều nguyên liệu các bạn. Đầu tiên là mình phải chuẩn bị đó là nấm mèo. Các bạn sắc sợi xong rồi sắc nhuyễn như vậy nè. Đó. Rồi đậu hũ ha. Đậu hũ các bạn mua cái đậu hũ mà họ chiên sơ á. Giờ cái mình sắc ra như vậy nè. Đó. Rồi bún ha. Bún bún các bạn ngâm xong rồi sắc sợi sắc khúc như vậy. Rồi cái hành hành lá nữa, hành lá các bạn cắt khúc luôn. Rồi cà rốt thì các bạn cũng bào sợi xong rồi cắt khúc luôn. Đó như thế này ha. Nói chung là các bạn coi video thì các bạn sẽ hình dung được ha. Rồi khổ qua thì mình chẻ xong rồi mình móc ruột nó ra ha. À, móc cái ruột nó ra hoặc là cái bạn chẻ ở phần đầu này nè để móc ra ha. Rồi chuẩn bị cái gia vị thì tiêu ớt rồi hành tím với lại muối và hạt nêm chay, hạt nêm từ cái nấm nấm hương này nè các bạn, nấm chay. Rồi mình sẽ bây giờ mình sẽ trộn hết cái mấy cái nguyên liệu này vô để mình làm ha. Mình sẽ cho cái nấm mèo vô ha. Cho nấm mèo vô. Rồi. Cái đến là đậu hũ ha. Đậu hũ ha. Rồi cái đến là cái cà rốt với lại hành lá các bạn. Bỏ hết vô. Rồi mình sẽ cho cái gia vị vô ha, mình sẽ cho gia vị vô gồm tiêu, hạt nêm chay, ớt với lại hành tím này vô đó. Rồi mình sẽ trộn đều hết cái nguyên liệu vô ha, cho nó thấm thấm hết phần gia vị vô. Trộn càng đều tay nhưng mà các bạn tại vì muối với lại cái hạt nêm á mình sẽ phải làm cho nó thấm hết cái phần này nè, phần nhân á. Mình trộn xong rồi mình sẽ để cho nó nghỉ khoảng 5 phút 10 phút để cho cái phần muối với hạt nêm á nó có thời gian tan và thấm vào mấy cái gia vị của mà với cà rốt đó, nó cho nó thấm các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình nhồi ổ qua ha, tại vì để được 10 phút rồi thì nó thấm gia vị ha. Thì ổ qua các bạn bạn các bạn ấy cái gỡ ra vậy nè, các bạn ngồi như bỏ qua bình thường thôi đó. Các bạn nhét cho nó chặt lại nha, đó càng nén chặt thì nó khi mà mình luộc á thì nó không bị nát ra, không bị bung ra. Sau thời gian mà mình nhồi thì nhồi vô ổ qua thì đã xong rồi ha các bạn. Đó. Nói chung là các bạn kiểu nào cũng được, miễn sao cái phần nhân nó vô trong cái trái ổ qua là được ha ha. Nó nhìn cũng thấy đẹp đó các bạn. Nhìn còn nhân nhiều lắm, nhân hơn nữa mình xào. Còn cái này thì mình bây giờ sẽ vô làm luộc nó ha. Nó nói chung là canh ổ qua.
Bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm thôi, nhìn rất là đẹp hơn các bạn. À, cái nồi để mình luộc cái khổ canh khổ qua này thì các bạn phải cho một miếng dầu vô ha. Đó, rồi bỏ khổ qua vô. Cái bự thì để dưới, còn cái nhỏ thì để trên ha. Sau đó các bạn mà cho một ít nước vô, nước sôi á. Rồi, mục đích của cái dầu ở đây là để chiên các bạn, nó sẽ tạo một lớp dầu ở trên bề mặt của cái nước này nè, thì nó sẽ tăng nhiệt độ sôi lên. Đó, cơ bản là vậy thôi nha các bạn. Rồi mình sẽ cho một ít hạt nêm chay vô cái phần nước này ha. Rồi bây giờ mình hầm cho nó chín nữa cái mình sẽ quay lại ha. Đó, nói chung là nó dễ bị bung cái này lắm rồi các bạn, cái này nè, cái nhân á nó rất là dễ bị bung ra đó. Nói chung là nếu mà các bạn hầm một cái sắt phanh mà bỏ vô vậy là mình phải chiên, mình tẩm một lớp bột hai mặt. Khổ qua ăn chín này các bạn ơi, nhưng mà các bạn lấy dây buộc lại nha, tại vì nó nở ra nè. Này mình quay thực tế cho bạn coi ha. Bây giờ nếu mà các bạn cảm thấy nó không vừa ăn thì nêm lại lần hai ha các bạn. Đó, này là tắt bếp, tắt bếp. À, cái này là cái khổ qua mình làm đơn giản đó, các bạn luộc cái cộng hành đó trong cái cột cái tái qua lại. Còn mình thấy nói chung là mình ăn cơm gì sao mình quay vậy thôi, không cầu kỳ cho lắm đó. Tốt nhất là các bạn lấy một ít nước của phần canh ổ qua nè, các bạn nếm thử, mà nếu mà nó không vừa ăn thì nêm thêm miếng muối hoặc hạt nêm ha các bạn. Đó, nói chung là cái khổ qua chay này thì các bạn ăn trong ngày thôi, tại vì nó có bún đó. Bún với cà rốt đó nó rất là mau hiu, nói chung là ăn trong ngày thôi chứ để lâu không được. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha.